Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình làm video để nói về cái nguyên lý hoạt động cũng như là cái cấu tạo của cái máy lạnh hoặc là những cái máy làm lạnh mà sử dụng ga nói chung. Các bạn biết là máy lạnh thì nó dùng ga, và đối với một cái ga hay là khí đó thì cái quá trình biến đổi về nhiệt của nó thì mình có thể xử lý nó theo hai hướng như thế này nè. Thứ nhất là nếu như là mình nén đột ngột một cái khối ga hay là khí thì cái khối ga hay khí đó nó sẽ bị nóng lên. Chẳng hạn như là cái hỗn hợp khí giữa không khí và cái dầu được phun vào trong buồng đốt của động cơ diesel á, thì piston nó sẽ nén lên tới một cái áp suất cao, và cái hỗn hợp này nó sẽ bị nóng lên tới mức mà nó tự bốc cháy. Cho nên động cơ diesel nó không có cần cái buji để đánh lửa đâu. Rồi ga hay khí nếu như mà mình kéo giãn đột ngột đó, hoặc là mình đưa nó tới một cái môi trường có áp suất thấp hơn, thì nó sẽ bị lạnh đi. Điều này mình sẽ dễ kiểm chứng ở dạng như là những cái loại bình xịt đó. Thì nếu mà mình xịt ra, mình hứng lên da của mình đó, cái chất lượng xịt ra đó, thì mình sẽ thấy rất là mát. Người ta rửa xe bằng tuyết thì cũng làm theo nguyên tắc đó, tức là người ta sẽ nén hỗn hợp xà phòng, nước đồ này kia đó, ha, ở trong cái bình với áp suất cao, rồi sau đó người ta sẽ phóng ra, người ta sẽ bắn ra với bắn ra ngoài không khí, thì nó gặp cái điều kiện áp suất thấp thì nó sẽ giãn nở và nó bị lạnh đi cho tới mức đóng thành tuyết. Đó, như vậy là mình có thể làm lạnh hay làm nóng một cái khối khí bằng cách là kéo giãn hoặc là nén nó đột ngột. Vậy thì dựa vào cái nguyên lý này á, thì chúng ta có thể làm ngược lại so với tự nhiên. Tự nhiên á, thì nhiệt luôn có xu hướng truyền từ vật nóng sang vật lạnh hơn. Nhưng bây giờ á, mình có thể đem nhiệt truyền từ nơi lạnh sang nơi nóng hơn. Thì đó là cái vai trò của cái máy lạnh. Máy lạnh nó làm cho nhiệt độ trong phòng càng lúc càng lạnh hơn, hoặc là giữ lạnh cho nhiệt độ trong phòng, và nó đem cái nhiệt đó ra bên ngoài nơi có nhiệt độ cao hơn. Thì về cấu tạo chung thì máy lạnh nó gồm có 4 phần chính. Đó là cái dàn nóng, cái dàn lạnh, cái bơm, cái máy nén, rồi cái van tiết lưu, bốn cái là nó kết nối với nhau. Thì cái dàn lạnh sẽ chứa ga ở nhiệt độ thấp để cho nó làm lạnh cái không khí luồn qua nó. Dàn nóng thì nó ga ở nhiệt độ cao và nó sẽ được làm mát bằng quạt. Quạt nó sẽ lùa không khí qua các cái ống đồng chứa ga nóng đó, thì làm cho ga nó sẽ nguội bớt đi. Vậy thì hoạt động của cái máy lạnh á, thì theo đúng cái nguyên tắc như mình nói là sự biến đổi của ga đó. Đó là gì? Đó là ở trong cái dàn lạnh á, thì ga nó được kéo giãn ở áp suất thấp để cho nó lạnh đi và làm lạnh không khí. Và ở trong dàn nóng thì ga nó được nén lại tới áp suất cao để nó nóng lên, để nó giải nhiệt, và nó lại được đem vào trong dàn lạnh để kéo giãn ra tiếp. Đó, tuần hoàn liên tục như vậy thì cái không khí trong phòng thì sẽ được giữ lạnh, còn cái không khí bên ngoài á, càng lúc càng nóng hơn, do là phải làm mát phải thổi qua để mà lấy nhiệt từ cái dàn nóng. Thì cái ga mà được sử dụng ở trong cái máy lạnh á, người ta gọi nó là cái môi chất lạnh. Môi chất lạnh này nó phải có những cái tính chất để thỏa mãn những điều kiện, chẳng hạn như là nó không được độc hại nè, nó không được dễ cháy nổ nè, nó không có tính ăn mòn đối với các cái chi tiết mà nó chạy qua, như là đường ống nè, các cái van hay là máy nén. Nó phải hòa tan được với chất bôi trơn để bôi trơn cái máy nén. Thì một số ga mà người ta sử dụng nó tương thích với một số dòng máy. Về mặt hoạt động thì ga nó sẽ đi theo cái trình tự là nó được nén ở áp suất cao bởi cái máy nén, đưa vào các cái ống của dàn nóng. Thì ở bên trong ống dàn nóng này á, thì khi nó nén ở áp suất cao á, thì nó sẽ hóa lỏng và cái quạt nó sẽ giải nhiệt cái ga nóng này. Thì ga nóng này á, đang ở trạng thái lỏng, thì ở áp suất cao thì nó sẽ đi tiếp tới cái van tiết lưu. Van tiết lưu này á, thực ra là một cái phần để mà nó khép lại, nó cho ga đi qua một lượng ít thôi, giống như là
mình xịt ra vậy đó. À, mình xịt ra thì cái ga này nè, nó được đưa qua phần ống của dàn lạnh, nó ở áp suất thấp, như vậy là ga nó chuyển từ áp suất cao sang nơi có áp suất thấp thì nó bị lạnh đi. Nó bị lạnh đi á, thì nó lưu thông trong các cái ống đồng ở cái dàn lạnh, thì người ta dùng quạt để mà lùa không khí qua để làm mát cái không khí. Vậy thì ga ở trong cái dàn lạnh này á, nó sẽ bị nóng dần lên thì nó chuyển thành thể khí. Ở thể khí á, thì nó đi tới cái máy nén nó sẽ rút cái ga ở áp suất thấp ở dàn lạnh này này, đem qua để nén vào trong đường ống của dàn nóng. Cái ga này á, thì nó bị khi bị nén nó lại tăng nhiệt độ lên, và tăng nhiệt độ lên á, thì nó lại được làm mát ở trong dàn nóng ở thể lỏng, rồi sau đó nó lại chuyển tiếp qua cái dàn lạnh thông qua van tiết lưu để đưa về áp suất thấp, và nó lại là làm lạnh không khí. Nó cứ tuần hoàn liên tục như vậy ha, xoay vòng. Và cái máy nén thì nó có nhiệm vụ là tạo ra cái dòng lưu thông của cái ga ở trong đó. Vậy thì có một cái sự biến đổi về trạng thái, đó là ở cái van tiết lưu thì nó sẽ lưu chuyển ga ở dạng thể lỏng, còn ở cái máy nén thì nó sẽ lưu chuyển ga ở thể khí. Thì về mặt hoạt động thì máy nào nó cũng như vậy hết, nó theo nguyên tắc chung, và ga nó sẽ đi lưu thông qua bốn cái phần chính đó. Qua các cái đời máy rồi các cái hãng người ta làm thì sẽ có những cái cải tiến, mà cái cải tiến mà mình thấy là nó quan trọng nhất đó là đối với cải tiến từ máy thường sang máy inverter. Inverter là gì? Là máy sử dụng cái biến tần để mà thay đổi cái tốc độ của cái máy nén được. Đối với máy thường á thì người ta sử dụng bơm, nó không thay đổi tốc độ được. Mà không thay đổi tốc độ được á thì khi mà mình cài đặt một cái nhiệt độ ở trong phòng thì máy nén nó sẽ chạy. Làm sao để cho cái nhiệt độ ở trong phòng nó đạt tới nhiệt độ cài đặt thì lúc này máy nén nó sẽ tự ngắt. Rồi khi nhiệt độ trong phòng nó tăng lên khoảng 1-2 độ thì máy nén nó được kích để khởi động lại, ta chạy tiếp để đưa cái nhiệt độ phòng về nhiệt độ cài đặt, rồi lại tắt. Cứ liên tục như vậy. Liên tục như vậy á, thì cái nhiệt độ trong phòng nó sẽ không có ổn định, mà nó sẽ dao động khoảng 1-2 độ, cứ lên xuống vậy đó. Và cái máy nén á, thì nó sẽ tiêu thụ nhiều điện hơn, do là phải mất một phần điện năng cho cái việc khởi động máy. Thì qua bên cái máy sử dụng công nghệ inverter thì cái máy nén nó sẽ không có tắt nữa, mà nó sẽ được cung cấp điện với tần số thay đổi. Tần số này thay đổi thì tần số cao máy chạy nhanh, tần số thấp, tần số dòng điện cung cấp vào thấp thì máy chạy chậm. Vậy là máy nó chạy liên tục, và khi nhiệt độ trong phòng nó có sự thay đổi, ví dụ nó tăng lên khoảng nửa độ thì máy nó sẽ tăng tốc lên. Nó sẽ tăng tốc lên, nó làm là lạnh nhanh hơn, nó kéo nhiệt độ phòng xuống. Xuống rồi thì máy nó lại chạy chậm, thật chậm lại. Để mà có xu hướng duy trì cái nhiệt độ đó. Đó, nó cứ như vậy thì nhiệt độ trong phòng nó sẽ ổn định hơn, và máy nó tiết kiệm điện hơn, ở chỗ là nó sẽ không phải tiêu thụ một cái lượng điện năng để mà khởi động lại cái máy nén đó. Đó là sự thay đổi. Thì cái cải tiến lớn nhất đó là cải tiến về cái máy nén, và cải tiến nữa đó là cải tiến về cái van tiết lưu. Van tiết lưu ngày trước là người ta dùng cái cơ để mà điều chỉnh nó. Khi mà nhiệt độ cần lạnh á, thì người ta điều chỉnh van tiết lưu khép kín hơn để cho cái sự chênh lệch áp suất giữa dàn nóng và dàn lạnh nó cao hơn. Còn khi mà cần nhiệt độ phòng không quá thấp thì cái van tiết lưu nó sẽ mở ra để cho cái sự chênh lệch áp suất giữa dàn nóng và dàn lạnh nó không quá cao. Về sau thì đối với dòng inverter thì cái van tiết lưu nó được điều khiển bởi điện tử, bởi các cái cảm biến. Vừa rồi là cái phần trình bày của mình về cái cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của cái máy lạnh. Hy vọng là video này nó sẽ có ích đối với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.